Xin chào các bạn. Trong cái video nhỏ này thì mình sẽ giới thiệu các bạn, hướng dẫn các bạn đàn cái bài mà của Tiên Tiên mới ra năm 2018, tức là bài Em Không Thể. Thì mình đã có một cái video cover rồi, thì là tất cả những cái thông tin á về cái video này và những thông tin về mình các bạn có thể tìm thấy ở cái phần mà miêu tả video, video description ở bên dưới cái video này nè. Ok. Bài này nó chơi như thế này. Đoạn mở đầu của nó bắt đầu ở bên trên đây. Cái tờ mà lyric mà mình có ghi luôn cả cái hợp âm rồi, tay phải ghi như thế nào, chơi như thế nào, tay trái như thế nào, nó nằm ở bên dưới này cái phần description luôn nha các bạn. Cho nên mấy bạn download về nha. Mình sẽ chỉ chơi chậm lại thôi để mà các bạn có thể mà pause video này lại để cho dễ tập hơn thôi. Intro nha các bạn. Thì đơn giản là cái câu đầu tiên của intro mình chơi cho nó hợp âm nó cao hơn xíu. Còn cái câu số 2 của intro mình chơi thẳng bên dưới này luôn. Ok, đầu tiên sau khi mình chơi thử lại một lần nữa nha. Intro. Mình xài là gì? Cái ngón thứ ba để mình chơi này, 3 4 3 4 3 1. Tại vì sao mình bắt đầu ngón số 3? Tại vì nó sẽ đi lên và nó cũng sẽ đi xuống nữa, cho nên mình dùng ngón số 3 nó tiện lợi hơn. Dùng hợp âm quãng 8. Luyến xíu. Rồi, dùng cái hợp âm thấp xuống, thấp hơn nữa. Bắt đầu câu đầu tiên, em sẽ nhớ từ. Số 3 luôn nha. Cái mà hợp âm em không thể đầu tiên nè, nó cái vòng hợp âm cũng giống y chang vậy. Mình dùng ngon nốt kép để tạo cái hiệu ứng mà nó cái âm thanh nó vang hơn, với lại nó nghe nó đầy hơn. Cái bản chất nó chỉ có chữ này thôi. Em không thể, nhưng mà
mình dùng thêm cái ngón ở dưới này để cho đầy thêm nè. Đó, nếu mà tay trái chơi hợp âm là F, F sharp, pha thăng trưởng, thì cái này nó cũng sẽ có cái hợp, có cái nốt này luôn. Hơi bị khó nhưng mà nó rất là hữu dụng đối với lại rất là nhiều cái bài pop tại mình theo cái nhịp 4/4 vậy nè. Đến cái pha thứ thì nó vậy nè. Thì đương nhiên nó theo một cái quy tắc mà hợp âm. Ví dụ như là theo ví dụ như là nếu mà là pha thứ là vậy nè. Thì là cái nốt để mà tăng lên, extend lên ở cái phần bên trên này nó sẽ là cái nốt này. Tại vì cái nốt này biến mất rồi nè. Thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Giống như hồi nãy thì là nó là pha thăng trưởng đi, thì nếu extend nó lên, kéo dài nó ra thì là cái nốt này sẽ biến mất, cái ngón này sẽ biến mất thì nó sẽ nằm ở đây. Xe nó lên. Ok. Một lần nữa nha các bạn. Em không thể. Thank you.
đoạn bài nó chỉ lặp đi lặp lại cái phần điệp khúc nè, với lại một vài phần khác nhau thôi. Cho nên mình hy vọng là video này đã hữu ích với các bạn. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin ở cái phần mà mô tả video bên dưới này nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye.